kỹ hơn một tí xíu. Giờ đang có đỡ không? Đỡ đỡ thì một cái chị nó có làm mấy lần rồi nên bây giờ chị thấy đỡ, nó còn đỡ. Massage trị liệu đau vai gáy hay đau vai gáy? Thế là mình làm cái vai gáy kỹ cho cái chị khách này một tí xíu cho chị đỡ hẳn luôn chứ không có tái tới nữa. Tay cái là dính nha.